Báo thì nhất, lâu lâu xuống thăm cháu gái có màn trô khiến bà ngoại nhức nhức cái đầu. Chiều về thăm quê thấy ngoại đang ngồi đến đi đến lại mấy chai dầu, cô cháu gái thương ngoại nên vào đếm phụ. Rồi đổ ra đếm lại đi. Rồi đếm lại cá Tuy nhiên thay vì đếm thay thứ tự bình thường cô cháu gái lại kêu như bốc số lô tô, thậm chí kêu vừa to vừa rõ át luôn tiếng đếm của bà khiến bà phải đổ ra đếm lại từ đầu. Sự nhiệt tình của cô cháu gái đã làm cho bà nội thực sự mệt mỏi. Ba phần bất lực bảy phần như ba, nhiều người sau khi xem qua đoạn clip đã phát cười vì sự dễ thương của hai bà cháu. Một số bình luận được để lại, những người tàn ác thì luôn sống thành thơi, bà đi xuống lấy cây củi để bên rồi lên đếm tiếp. Cảm ơn bạn đã quan tâm video của chúng tôi, đừng quên like, đăng ký và theo dõi kênh Fizz để cập nhật tin tức nóng tiếp theo nhé.